năm 1979, sau khi lực lượng mặt trận năm 79 mà chủ công là sư đoàn 307 tiến công giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Bắc Campuchia. Trong đó có ngôi đền nổi tiếng được UNESCO công nhận và xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Đó là ngôi đền cổ nằm trên cao điểm 606 ngay trên đường biên giới hai nước Campuchia và Thái Lan do Trung đoàn 95 đảm trách phòng thủ và bảo vệ ngay từ những ngày đầu đất nước Campuchia được giải phóng. Chính xác, di sản này là một ngôi đền, nhưng từ lâu, lính ta từ khi đến nơi này gọi là lên chùa, lâu dần trở thành quen và rồi cái tên chùa Brickvihia đã hiện hữu và tồn tại cho đến ngày nay đối với những người lính sư đoàn 307. Căn cứ tình hình diễn biến của chiến trường và nhiệm vụ phòng thủ. Tư lệnh mặt trận năm 79 quyết định thành lập và bổ sung cho Trung đoàn 95 một tiểu đoàn, đó chính là tiểu đoàn 10, được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1979. Sau khi tiểu đoàn 10 được biên chế về Trung đoàn 95, tiểu đoàn 3 giao lại toàn bộ hậu cứ cho tiểu đoàn 10 và tổ chức đội hình tiểu đoàn hành quân lên khu vực chùa Breakview Hill đứng chân cùng các đơn vị bảo vệ chùa và là lực lượng cơ động của trung đoàn khi có bình biến. Sau khi ổn định nơi ăn, trốn ở, tại các vị trí đóng quân mới, Đại đội 9 tiểu đoàn 3, do anh Đê, lúc đó là Đại đội trưởng và anh Nguyễn Trí Trung, Đại đội Phó Chính trị, chỉ huy xuất phát từ bản doanh của Đại đội 2 tiểu đoàn 1, thẳng tiến về hướng tây phía chùa, dọc theo dãy đăng rách đi tiếp về hướng cao điểm 671 trên đường hành tiến tại đội chín phát hiện một đường mòn địch thường xuyên di chuyển qua đây và đã tổ chức phục kích kết quả trận đánh này ta tiêu diệt được một số tên thu được nhiều vũ khí trong đó có một khẩu súng ngắn và một tập tài liệu mật mà sau này chúng ta mới biết đó chính là kế hoạch của địch xâm nhập vào nội địa vận động dân làm nội gián và tạo dựng cơ sở để làm bàn đạp, thành lập các căn cứ nhằm đánh giá lực lượng phía ta và chính quyền non trẻ của bạn. Đây là trận đánh tạo tiền đề cho lực lượng của ta tổ chức các đợt truy quét tàn binh Pol Pot về sau này. Sau bước đầu thắng lợi của trận phục kích đó, đến tháng 10 năm 1981, Trung đoàn 95 tổ chức đợt truy quét dọc theo dãy Đăng Rích Do anh Lê Đức Thăng, phó trung đoàn trưởng chính trị chỉ huy. Lực lượng gồm đại đội 10. Có các anh hiện ở Bình Định tham chiến. Gồm có anh Huỳnh Bê, anh Trần Mẹo, anh Nguyễn Văn Cư, anh Đào Bá Chánh. Tiểu đoàn 3 do anh Thìn Bọ. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy cùng với đại đội 1. Tiểu đoàn 10 do anh Kim Đình Phê. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 10 chỉ huy. Lính ca 10 có anh Huỳnh Hải. Võ Duy Kính, Võ Duy Châu, Nguyễn Văn Dũng tham gia trận này. Lực lượng này xuất phát từ căn cứ trung đoàn, bắt đầu truy quét từ khu vực Cam Tuốt Làng Chanh, rồi mở rộng hành lang dọc theo dãy Đăng Rích. Qua gần một tuần truy quét, và một buổi chiều tắt nắng trên đường quay về, lực lượng trinh sát ta phát hiện một con đường mòn khá rộng từ hướng Thái Lan vào nội địa Campuchia, chứng tỏ địch đã đi lại rất nhiều qua khu vực này. Ngay sau đó, chỉ huy trung đoàn Anh Thăng cùng với chỉ huy hai tiểu đoàn Anh Thìn và Anh Khang đã hội ý chớp nhoáng và thống nhất phương án tổ chức phục kích ngay trên con đường mòn này. Buổi sáng tinh mơ, khi màn sương còn dày đặc, một toán lính bồn pot khoảng hơn chục tên, cả nam lẫn nữ, đi từ hướng đông về lại ậu cứ. Chúng gùi gạo gà và vịt. Khả năng chúng kiếm được lương thực từ trong các phum làng ở trong dân có cơ sở của chúng. Ghi theo lời kể của anh Huỳnh B, là đội 10, hiện anh sinh sống ở An Nhơn Bình Định, xã thủ B40. Khi chúng lọt vào ổ phục kích, lực lượng ta nổ súng, đồng loạt xung phong. Quân địch bị ta đánh bất ngờ, đánh giặt ở phía sườn đồi. Một số tên bị tiêu diệt ta nhanh chóng tiến lên chiếm lấy mặt đường nhưng chưa kịp làm chủ trận địa ngay lập tức lực lượng địch từ trên cao điểm đối diện trận địa phục kích tập trung binh hỏa lực phản kích mãnh liệt trong đó có cả DKZ và 12 l 7 từ trên đồi ồ ạt chút đạn vào đội hình của ta trong thế trận lực lượng không tương quan bị phản kích bất ngờ với lực lượng địch hơn ta gấp nhiều lần cả về binh lực và vũ khí. Đội hình ta hoàn toàn bị thất thủ và quân địch bắt đầu truy kích. Để kịp thời bảo toàn lực lượng, Thủ trưởng Thăng, chỉ huy trung đoàn quyết định thu quân, lui binh về hậu cứ. Trận đánh này ta đã bị thiệt hại. Một số đồng đội hy sinh chưa thể lấy xác được ngay mà sau đó trung đoàn mới cử trinh sát C-21 vào để đưa thi hải các anh về. Trong trận đánh, anh Thìn tiểu đoàn trưởng bị thương không thể đi được. Sau 4 ngày đêm xuyên rừng, lực lượng trinh sát tiểu đoàn cùng với một bộ phận của đại đội 10 mới đưa được anh Thìn về đến hậu cứ. Đây là trận phục kích bất thành do ta không nắm được địa bàn. Nơi đây là khu vực đóng quân của địch với lực lượng lên đến cả sư đoàn. Và sau này ta mới phát hiện trong khi lực lượng của ta quá mỏng so với địch, có thể ví von bằng hình ảnh là ta đã vô tình vào hang hùm vuốt dâu cọp. Trận địa phục kích của ta nằm ngay ở bên hông địch, là căn cứ của sư đoàn 801 và cũng là đại bản doanh của bộ tổng tham mưu. Còn có thêm cả sư đoàn 920 trong khu vực này. Đây chính là nơi lần đầu tiên của trung đoàn 95 truy quét và tổ chức phục kích đánh địch đã tình cờ phát hiện ra cứ điểm 547 này một trận đánh mang dấu ấn lịch sử của Trung đoàn 95, mở ra một bước ngoặt tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm của địch với quy mô cấp chiến lược sau này. Cứ điểm 547 đã in đậm dấu chân chinh chiến đầu tiên lên từ địa này của những người lính Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Khi phát hiện ra nó, xương máu của các đồng đội Trung đoàn 95 lần đầu đã phải đổ xuống và tiếp những năm sau đó lại tiếp tục xảy ra các trận đánh đẫm máu để có thể giải quyết dứt điểm căn cứ 547 này. Sau trận phục kích tháng 10 năm 1981, vô tình trung đoàn 95 phát hiện ra cứ điểm 547. Toàn bộ đội hình rút về hậu cứ nghỉ dưỡng và làm công tác xây dựng lại đơn vị. Cái tên cao điểm 547 lọt vào tầm ngắm của các cấp chỉ huy trung đoàn 95 và sư đoàn 307. Những tốt trinh sát của trung đoàn, sư đoàn được tung vào địa danh này điều nghiên, tiếp cận các căn cứ của địch để nắm tình hình, ước lượng quân số và cách bố phòng của chúng về báo cáo với chỉ huy để các xếp lên phương án thật chi tiết chuẩn bị cho trận đánh. Và cũng từ cứ điểm này, tính từ lúc phát hiện ra nó cho đến khi diễn ra các trận đánh đẫm máu sau này, biết bao nhiêu đồng đội, chính sát, bộ binh và các đơn vị phối thuộc khác của mặt trận năm chín đã hy sinh và bỏ lại một phần thân thể nơi tử địa năm 47 này. Tháng 1 năm đó, vùng biên giới Brekvihir, nơi tiếp giáp giữa Campuchia và Thái Lan, những người lính trung đoàn 95 tập trung chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho trận tập kích vào một cứ điểm của địch. Cán bộ đại đội, tiểu đoàn đi đi về về trung đoàn bộ 95. Trên một mô hình sa bàn đắp sẵn tại nhà tác chiến trung đoàn, phó trung đoàn trưởng Kiêm tham mưu trưởng trung đoàn 95 giao nhiệm vụ cho từng mũi, từng hướng, từng mục tiêu, phương thức tiếp cận cho từng tiểu đoàn. Đơn vị đảm nhiệm trong trận đánh này, lực lượng tham chiến gồm hai tiểu đoàn thiếu, tiểu đoàn 10 do anh Dũng, phó tiểu đoàn trưởng chỉ huy gồm đại đội 2 và các đơn vị khác trong tiểu đoàn. Tiểu đoàn 3 do anh Trần Thìn chỉ huy, gồm một nửa quân số của đại đội 11, các bộ phận trinh sát, thông tin, vận tải, vân vân Và đại đội 9 chủ công do anh Nguyễn Trí Trung, quyền đại đội trưởng và anh Tiêu Tùng, đại đội phó, quân sự chỉ huy. Hiện anh Trung đang sinh sống tại Hà Nội, anh Tùng thì ở Quảng Ngãi, đại đội 12 hỏa lực mang theo DKZ-82 và đại liên 12 ly 7 đi cùng với đại đội 9. Ngoài ra, còn có các đơn vị trực thuộc của trung đoàn, gồm đại đội 13 của đơn vị Anh Châu Thái Phi. Anh Phi hiện sống ở Quảng Ngãi, mang theo cối 120 ly cùng với đại đội 21 trinh sát, đại đội 19 vận tải, lực lượng của đại đội 17 thông tin, đại đội 15 công binh, và các bộ phận cơ hữu khác trợ chiến cho trận đánh. Tất cả mọi phương án, nhân lực, vũ khí đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận tập kích này. Ngày 14 tháng 1 năm 1982, đội hình trung đoàn thiếu E95 do trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng trung đoàn Trần Bá Khánh chỉ huy, được các đồng đội trinh sát 21 dẫn đường, đội hình lặng lẽ lên đường hướng về dông 600. Tiềm nhập vào Tung Lũng 547. Đêm ngày 16 tháng 1 năm 1982, tất cả đội hình từ Dông 600 lặng lẽ vượt qua Dông 600, tiếp cận vào cao điểm 300, tiến vào Tung Lũng dưới chân 547. Vì trên cao điểm 547 trinh sát đi địa hình đã nắm được địch không bố trí lực lượng phòng thủ ở đây, nên trận đánh này sẽ diễn ra ở Tung Lũng 547 nằm dưới rông 300. Đêm ngày 16 tháng 1, năm đó các đơn vị từ rông 300 tiềm nhập vào mục tiêu đã định. Tại đội 9 từ con suối cạn chia thành hai mũi tấn công. Vào lúc 5 giờ sáng, pháo lệnh từ sở chỉ huy trận đánh, sở chỉ huy tiền phương của Trung đoàn 95, phát hỏa. Sau đó các hướng đồng loạt nổ súng, mũi đại đội 11 được giao nhiệm vụ chặn đánh địch rút chạy và đánh địch chi viện. Mũi 1 của đại đội 9 của anh Tiêu Tùng đánh trực diện từ dông 300 xuống. Mũi 2 do anh Nguyễn Trí Trung chỉ huy đánh tạt sườn. Cùng lúc tiểu đoàn 10 đánh vỗ mặt, địch chờ tay không kịp nên chỉ chống trả một cách yếu ớt. Một số bị ta tiêu diệt tại chỗ, một số bỏ chạy theo các con đường mòn. Lối mở rút về bên Thái Lan lực lượng ta nhanh chóng tạo thanh trận địa, thu hồi chiến lợi phẩm. Vũ khí gồm hai súng DKZ 75 ly, hai súng DKZ 82, hai súng cối 82 ly, bốn súng cối 60, cùng nhiều súng bộ binh, quân trang, quân dụng khác. Đồng thời phá hủy, đốt cháy căn cứ địch, nhưng doanh trại địch không đốt phá được vì chúng lập bằng lá cọ. Miền Nam gọi là lá trung quân loại lá này đốt không cháy. Nhớ lại, trong trận đánh và cứ điểm Phanon Can Tung năm 1985, chiến dịch K3, tại đội 9, tôi cùng đội hình tiểu đoàn 3 đánh chiếm trận địa của địch, nhưng cũng không đốt phá được vì gặp phải doanh trại địch cũng lập loại lá đốt không cháy này. Trở lại với câu chuyện của trận tập kích đầu tiên, bên hướng tiểu đoàn 10 đánh vỗ mặt vào hướng chính. Địch trở tay không kịp. Khẩu cối của tiểu đội Anh Huỳnh Hải hiện cũng đang ở Quảng Ngãi. Thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 10, phải tựa vào gốc cây, làm bàn đế để bắn hết cơ số đạn mang theo, hỗ trợ các mũi tiến công, chiếm lĩnh trận địa. Hơn 35 phút làm chủ trận địa. Trận này, khi mới tiền nhập vào, anh quán trinh sát trung đoàn nhập ngũ năm 1979 hiện ở Ninh Hòa, Phú Khánh, đạp phải mìn. Cũng may, địch không phản ứng. Chính sát 21 phải vừa khiêng anh, vừa dẫn bộ binh vào đánh. Sau chuẩn bị rút ra, một bộ phận trinh sát do anh Nguyễn Thế Thịnh phụ trách, kết hợp với một trung đội bộ binh C-11, tiểu đoàn 3, chặn đánh, địch rút chạy về Thái Lan. Sau đó rút ra, bị địch gài mìn phục kích. Trinh sát 21 bị thương thêm một số nữa. Các anh nhập ngũ năm 80, gồm anh Dân, Hy Sinh, anh Ba, Biêu Điện, người Quy Nhơn, Bình Định, anh Du, Tây Sơn, lính 79, có anh Vũ Tiến Khởi, người Hà Nội, bị thương. Số anh em này do anh Nam Y Tá đã đội 21 trinh sát băng cho các anh bị thương. Hiện anh Nam ở Quy Nhơn, Bình Định. Sau đó trinh sát 21 dẫn đường rút ra tập kết theo vị trí quy định của trung đoàn, toàn bộ lực lượng nhanh chóng lùi về hậu cứ của trung đoàn. Trận đánh tập kích của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 95 lần đầu tiên tấn công vào cứ điểm 547. Sau này về rút kinh nghiệm, được cấp trên đánh giá là một trận đánh xuất sắc, tất cả các đơn vị của trung đoàn tham chiến trong trận này ít bị thương vong, bảo toàn lực lượng. Trận đánh này đã trả thù được phần nào cho các đồng đội của chúng ta đã hy sinh trong trận phục kích tháng 10 năm 1982 Ngay dưới chân cao điểm 547 này tạo nên sự phấn khởi cho những người lính của sư đoàn những chiến binh trung đoàn 95 và toàn sư đoàn 307 đón một cái Tết nhầm tuất trong một không khí vui vẻ Sau đó trung đoàn 95 lại tiếp tục chuẩn bị cho trận đánh cao điểm 400 tức đồi củ khoai khu vực 428. Sau trận đánh tập kích vào cứ điểm 547 lần thứ nhất vào tháng 1 năm 1982, Trung đoàn 95 trở về hậu cứ, tất cả các đơn vị bắt tay vào việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhầm tuất, với tinh thần hết sức vui tươi, phấn khởi, vì vừa trải qua một trận tập kích vào cụm cứ điểm 547 thắng lợi. Vào khoảng thời gian tháng 4 năm 1982, ở hướng khu vực cao điểm 428, địch thường xuyên dùng hỏa lực đặt từ các cao điểm liền kề với điểm cao 428 bắn phá vào khu vực đứng chân của tiểu đoàn 2 đồng thời tổ chức gài mìn phục kích nhằm làm tiêu hao lực lượng của ta gây không ít khó khăn cho tiểu đoàn 2 đang chấn giữ ở nơi này chúng lợi dụng địa hình thuận lợi từ khu vực biên giới giáp Thái Lan mở nhiều đường hành lang thâm nhập và hướng trong cơ san ngã ba biên để vận chuyển vũ khí, khí tài vào sâu trong nội địa để tiếp tế cho lực lượng bên trong hoạt động, tổ chức phục kích trên các cung đường vận chuyển của ta, gây không ít khó khăn trong quá trình di chuyển, đi lại của các đơn vị đóng quân trên hướng này. Thấy được vấn đề đó, chỉ huy trung đoàn tung các tổ trinh sát của đại đội 21 thay phiên thâm nhập vào khu vực phía tây đồi 428 nhằm tìm ra những căn cứ địch bố phòng ở nơi này. Các tổ, các toán trinh sát đi về, nhưng không tìm ra được địa điểm trú quân nào của chúng, chỉ phát hiện nhiều đường mòn từ Thái Lan dẫn lên đồi cục khoai, xuống hầm nước, mà sau này tổ anh Hoàng Long Giang đón lõng ở nơi này. Chứng tỏ nơi đây có dấu vết của địch hoạt động khá rõ. Nhận được báo cáo tình hình của lực lượng trinh sát trung đoàn quyết mở một cuộc phục kích với thời gian từ 5 đến 7 ngày lên khu vực đồi củ khoai này. Lực lượng tham gia lần này gồm lực lượng của tiểu đoàn 3, chủ yếu là đại đội 9 do anh Tiêu Tùng, đại đội phó quân sự chỉ huy, anh Lê Quang Đê, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 3, chỉ huy, cùng một bộ phận của đại đội 21 trinh sát trung đoàn và các bộ phận phục vụ đi cùng. Chỉ huy đợt phục kích này do anh Trần Bá Khánh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95. Tất cả các bộ phận của Trung đoàn tập kết về tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 3. Lúc 5 giờ sáng, đội hình bắt đầu xuất quân, hướng về đồi củ khoai, đi tìm địa hình, triển khai đội hình phục kích. Khi đến khu vực đồi củ khoai, Trung đoàn bố trí thành hai nhóm phục kích. Về địa hình, lập tới hai trận địa DKZ Mỗi trận địa cách nhau 150m. Chúng luân phiên thay đổi trận địa bắn phá xuống C5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Mục đích chúng thay đổi trận địa vì sợ ta phản pháo. Đại đội 21 phục kích trận địa thứ nhất ở phía sau con đường mòn của địch dẫn lên do anh Khánh chỉ huy. Trên đỉnh đồi Củ Khoai, lực lượng của đại đội 9 do anh Tiêu Tùng, đại đội phó chỉ huy phục kích trận địa thứ hai. Anh Lê Quang Đê, tiểu đoàn phó, cùng anh Hoàng Long Giang, trung đội trưởng trung đội 2 xuống phục kích, ngay ở hầm nước mà địch thường lấy nước để sinh hoạt. Tất cả hai hướng này đều bố trí phục kích chủ yếu bằng mìn Claymore. Anh Tiêu Tùng trực tiếp lên ngay trận địa DKZ để gài mìn, ngay nơi địch đặt khẩu DKZ, giải dây mìn, cách chỗ phục khoảng hơn 10 mét do anh Tiêu Tùng trực tiếp cầm công tác mìn. Trải qua 5 ngày chờ đợi phục kích trong im lặng, căng thẳng. Đến mờ sáng ngày thứ sáu có một tốp địch chừng 5-6 tên đi vào đúng đội hình phục kích của trinh sát trung đoàn. Chỉ huy ra lệnh bấm mìn tiêu diệt, nhưng mìn không nổ. Anh Khánh ra hiệu không nổ súng để giữ bí mật cho đại đội chiến diệt gọn tốp địch lên tới trận địa. Tên đi đầu mang khẩu AK, các tên còn lại mang B40. Chúng lên tới trận địa, tên mang khẩu DKZ dựa khẩu súng vào một gốc cây bằng lăng cổ thụ rất to. Chúng lấy ống nhòm ra quan sát xuống đại đội 5, tiểu đoàn 2. Những tên địch đã lọt vào ổ phục kích của đại đội 9. Chờ cho bọn nó giá súng bỏ đạn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Năm tên địch đang trụm vào để chuẩn bị bắn xuống khu vực đứng chân của đại đội 5 tiểu đoàn 2. Nắm được thời cơ, anh Tiêu Tùng quyết định bấm mìn. Đồng thời anh ném thêm một quả lựu đạn. Tiếng mìn Claymore vang trời, năm tên địch đã bị tiêu diệt gọn. Đội hình đại đội 9 nhanh chóng nổ súng. Anh Giang chạy lên, ném một quả lựu đạn bị đuối tầm rơi gần chỗ anh Tùng, làm anh Tùng và anh Cần bị thương đội hình đại đội 9 nhanh chóng vận động lên làm chủ trận địa, thu hồi toàn bộ vũ khí. Một khẩu DKZ-82, một khẩu B-40, hai khẩu AK, đồng thời bắt liên lạc với mũi trinh sát của ta. Bất ngờ, địch từ dông 400 dùng hỏa lực cối DKZ cùng lực lượng bộ binh trì viện. Trước tình hình này, để bảo toàn lực lượng, anh Khánh Trung đoàn phó quyết định cho trinh sát dẫn đường rút. Đại đội 9 cáng anh Tiêu Tùng và anh Cần về hậu cứ. Tiểu đoàn 3 an toàn. Khẩu DKZ đó khi về đặt ở giữa sân bóng. Tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 3 quân tòa ăn mừng chiến công. Kể từ thời điểm này, ta phát hiện ra điểm trú quân của địch ở khu vực sông 400. Từ đây, các toán trinh sát của trung đoàn và các bộ phận chuẩn bị cho trận đánh tập kích tiếp theo được tung vào khu vực phía tây, cao điểm 428 để điều nghiên, kiểm tra thật kỹ càng thực lực quân số của địch, cách bố phòng, đường đi lối lại và quy luật hoạt động của địch. Sau hơn 2 tháng chờ điều nghiên, trinh sát trung đoàn đã báo cáo cặn kẽ từng chi tiết về tình hình của địch cho các cấp chỉ huy. Mục tiêu của địch nằm trên dông 400 này đã nằm trong tầm ngắm của các cấp chỉ huy. Mọi phương án chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh đã được ban tác chiến trung đoàn lên sa bàn chi tiết. Các mũi, các hướng phân công cụ thể cho từng đơn vị đột nhập đánh chiếm mục tiêu. Hoàn chỉnh phương án tác chiến cho trận đánh, cán bộ tiểu đoàn, đại đội trở về đơn vị làm công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ đã được phân công. Lực lượng tham chiến trận đánh này gồm tiểu đoàn 3, toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn chỉ để lại một nửa quân số đại đội 11 bảo vệ hậu cứ và cao điểm 300. Đại đội 1 tiểu đoàn 10 cùng các đơn vị trực thuộc trung đoàn gồm đại đội 13 cối 120 ly, đại đội 21 trinh sát, một bộ phận của đại đội 17 thông tin, đại đội 15 công binh, đại đội 19 vận tải, trạm phẫu đại đội 18 bệnh xá Đại đội 16 mang theo một khẩu DKZ-82, một khẩu 12 ly 7, đi với mũi đánh chính diện của đại đội 9. Lực lượng chủ yếu đánh vào hướng chính diện mục tiêu của địch do tiểu đoàn 3 đảm nhiệm. Trận đánh này do anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 95 trực tiếp chỉ huy. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 307 cũng đặt cách trận địa không xa do sư đoàn trưởng Nguyễn Xuân Chí chỉ huy. Mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh xem như đã sẵn sàng. Khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8 năm 1982, lực lượng trinh sát của trung đoàn cùng trinh sát tiểu đoàn dẫn đường đội hình. Tiểu đoàn lặng lẽ rời khỏi căn cứ đi về hướng cao điểm 400, hội tụ cùng đại đội 16 hỏa lực đi phối thuộc cùng đại đội 9, gồm một khẩu DKZ-82 một khẩu 12 ly 7. Ngay trong đêm, các đơn vị theo từng mũi bắt đầu tiềm nhập vào các vị trí đã định. Tại đội 1, trung đoàn 5, bọc ở phía sau con đường ô tô đánh vào khu vực kho tàng của địch. Khi đánh vào theo hướng này, anh Nam trinh sát 21 kệ. Mũi trinh sát vào bắt được hai tù binh. Anh Thành Toát hiện ở Phú Cát và anh Duyệt mỗi người mang theo một khẩu B41 tăng cường hỏa lực. Đánh xong khoảng 30 địch mò vào cứ. Anh Duyệt thấy địch liền phát hỏa về tên địch, chúng ngay ụ mối. Tên địch bị sức ép, ta bắt sống luôn. Đại đội 9, đại đội 10, cùng một bộ phận của đại đội 11, được giao nhiệm vụ tấn công chính diện vào chỉ huy sở của địch. Đến khoảng 3 giờ sáng, tất cả các mũi, các hướng đã tiền nhập vào đúng vị trí theo phương án tác chiến. Anh Lê Quang D, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 cho triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Anh Trần Thìn tiểu đoàn trưởng đi hướng đại đội 10. Cầu DCZ được triển khai ngay trên con đường mòn dẫn vào doanh trại địch. Mọi việc diễn ra đúng với ý định tác chiến ban đầu, chỉ chờ đến giờ G khi có pháo lệnh của chỉ huy trận đánh là ta sẽ đồng loạt nổ súng. Vào khoảng 4 giờ sáng, một tình huống phát sinh ngoài phương án tác chiến. Một tốp địch ba tên mang theo vũ khí, có cả ống nhòm bước ra khỏi đơn vị và đi vào đúng vị trí khẩu đội DKZ của đại đội 16. Có khả năng ba tên địch đang trên đường đến đài quan sát. Trước tình huống bất khả kháng này, đại đội trưởng đại đội 9 anh Triệu Đình Chuyên quyết định nổ súng trước giờ hợp đồng. Năm 1986, anh Chuyên được điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, đơn vị mới thành lập của Trung đoàn 94. Tôi và anh Chuyên có rất nhiều kỷ niệm lúc anh ở đại đội 9 về làm đại đội trưởng đại đội 10 tiểu đoàn 3. Ba tên địch đã bị diệt gọn tại chỗ. Trong lúc đó, khẩu 12 ly 7 của bộ binh và các hướng đồng loạt nổ súng. Sung Phong chiếm lĩnh trận địa để bắt liên lạc với cánh quân của trinh sát vào khu vực kho. Ta làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt tù binh thu vũ khí. Hướng tấn công này ta bắt sống một tù binh nam, chân đã bị thương không đi được và một tù binh nữ. Sau này khai thác mới biết em tốt nữ này tên là Phương cũng khá xinh đẹp Cô bé tù binh này, sau khi đưa về trung đoàn, cánh lính rất yêu ái, cho rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Họ là những người lính tuổi đời đôi mươi, dày dạn trong trận mạc, trái tim tưởng chừng như trai sạn trong cuộc chiến, nhưng đứng trước vẻ đẹp của người phụ nữ, họ thật sự rung động trước vẻ đẹp thánh thiện của cô bé, cho dù cô bé đó là kẻ thù. Có một điều rất lạ là khi khai thác tên tù binh, hắn biết những điểm đóng quân của các đơn vị trung đoàn 95. Tôi xin trích nguyên lời kể của anh Nguyễn Sơn, đại đội 17 thông tin đi với anh Khánh chỉ huy về hai tên tù binh này như sau. Trận đánh này tôi đi với anh Khánh, thằng Jin, nó là đại đội trưởng trinh sát. Bốn bốt bị thương ở đầu gối trước đó nên chạy không được ta bị tóm sống sau đưa về trạm xá nằm chung với anh em mình ông nội này biết rất nhiều khu vực trung đoàn e chín mươi lăm đóng quân tôi trực tiếp hỏi chuyện và khai thác thằng này ở c mười tám tôi còn nhớ lính mình cứ hai ngày băng một lần ông nội này cứ sáng dậy tự lột ra buộc y tá phải thay băng còn cô gái là phương có một đứa bé nữa nhốt cùng trung đoàn nói nhốt cho oai chứ được đi lại xem anh em mình đánh bóng chuyển nữa sau đó trung đoàn giao cho bạn cô này đẹp gái lính c 17 có mấy anh phát sửa đường mang cho tất bộ đội ta thật sự vô cùng đạo đức điều đó thể hiện giúp dân sản xuất xóa đói đối đãi với tù binh rất nhân đạo tháng 3 năm 1984 sau khi đánh xong cứ điểm năm tôi được cử đi học lớp cán bộ trung đội ở sở tung trang khi qua đoàn hai chơi vào trại cải tạo tù binh thì vô tình gặp lại cô gái tù binh ngày xưa và lúc này đã trở thành một thợ may ở trong trại sau khi tảo thanh trận địa lực lượng công binh trung đoàn được giao nhiệm vụ gài tất cả số mìn đang đeo khắp người khắp trận địa đồng thời phá hủy kho đạn Địch thường khi ra khỏi trận địa. Lúc này, sư đoàn trưởng ở sở chỉ huy tiền phương sư đoàn vẫn tiếp tục đứng trên điểm 900. Chờ cho đến khi người lính sau cùng rời khỏi trận địa. Ông mới rút ra sau cùng. Trước khi kho đạn địch phát nổ, điều đó cho thấy ông là vị chỉ huy rất gần gũi, sâu sát với anh em chiến sĩ và luôn lo lắng cho sinh mạng những người lính của mình. Ông đã kể lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người lính sư đoàn 307 với sự kính trọng và nể phục. Khi toàn bộ đội hình của ta vừa ra khỏi trận địa, một tiếng nổ long trời lở đất của kho đạn địch bị ta phá hủy. Tiếng nổ làm rung chuyển cả một khu vực dọc theo biên giới. Sức ép của nó đã làm xô ngã những người lính đại đội 11 cảnh giới bảo vệ cho lực lượng công binh phá hủy kho đạn rút khỏi trận địa sau cùng tiếng nổ của nó vang vọng đến hậu cứ trung đoàn ở cách đó hàng chục cây số tưởng như đã có máy bay ném bom của thái lan can thiệp sức công phá của kho đạn chứng tỏ địch đã tập kết nơi đây một khối lượng đạn dược vũ khí khổng lồ đến hàng chục tấn ngay khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia đã bị tàng ngăn chặn, phá hủy trước khi chúng được đưa vào nội địa để tiếp tế cho lực lượng bên trong, chuẩn bị mở các cuộc tấn công vào lực lượng của ta. Đây là trận tập kích giành thắng lợi hoàn toàn của Trung đoàn 95. Tổng kết sau trận đánh, ta bắt sống được hai tù binh, thu được một súng cối 120, cối DKZ82, một cối 82, một DKZ82, một đăng ký xe, một DKZ75 và rất nhiều quân trang, quân dụng khác. Trận đánh vào căn cứ địch trên dòng 400 thuộc khu vực đồi 428 tháng 8 năm 1982 tạo niềm tin và tinh thần phấn khởi cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn tiếp thêm sức mạnh để chuẩn bị cho trận tập kích vào cụm cứ điểm 547 lần thứ hai vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1983. Trận đánh này bắt đầu, cánh lính nhập ngũ năm 82 bước vào tham chiến trận đánh đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp với sự dẫn dắt của các đàn anh đi trước đầy kinh nghiệm trận mạc. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại và thu thập dữ liệu thêm về các đơn vị trong trung đoàn 95 sẽ viết về trận đánh này để đồng đội đọc và nhớ về một thời chinh chiến của những chiến binh trung đoàn 95 sư đoàn 307. Sau trận đánh vào cao điểm 400 phía tây khu vực đồi 428 thắng lợi, tất cả các đơn vị trở về hậu cứ nghỉ ngơi, bắt tay vào xây dựng, củng cố doanh trại, tăng gia cải thiện đời sống, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh ở phía trước đang chờ họ. Điều chắc chắn là cái tên cụm cứ điểm 547 lúc bấy giờ là mục tiêu số 1 của các cấp chỉ huy trung đoàn 95, sư đoàn 307. Trinh sát của trung đoàn theo nhiệm vụ được giao đã tung lực lượng vào khu vực 547 rất nhiều lần theo từng tốp, nhóm nhỏ lẻ nhằm điều nghiên thật chi tiết khu vực đóng quân của địch đã bị ta tấn công lần trước nên địch bố phòng khu vực này chặt chẽ hơn trước nhằm ngăn chặn sự xâm nhập tấn công của ta. Từ đây, hiện lên rất nhiều những tử địa nguy hiểm cho những người lính trinh sát và cánh lính bộ binh chúng tôi về sau này. Tháng 12 năm 1982, khi cánh lính nhập ngũ năm 82 chúng tôi gia nhập về sư đoàn 307 và trung đoàn 95, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự chết chóc nơi chiến trận. Đó là sự ra đi của hai đồng đội trinh sát 21. Tôi nhớ lúc đó, vào khoảng 7 giờ tối, các anh được đồng đội đưa về nằm tại nhà xác trung đoàn. Tôi có đến tắp nhang cho hai anh một nén. Các anh hy sinh trong lúc đi địa hình cho trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983. Không ai vướng vào miền địch, khó khăn trồng chất cho các anh trinh sát 21 nơi cụm cứ điểm 547 này họ đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ tìm mọi cách có thể để xâm nhập vào nơi đồn trú của địch bằng nghiệp vụ của mình cuối cùng các đường đi lối lại và cả cách bố trí phòng thủ của địch được báo về sở chỉ huy trung đoàn phương án tác chiến tấn công vào sao huyệt của địch ở tất cả các mũi các hướng đều được thể hiện một cách rõ ràng trên mô hình sa bàn tất cả các cán bộ các cấp của các đơn vị tam chiến được lệnh tập trung về sở chỉ huy trung đoàn 95 nhận nhiệm vụ cho trận đánh này và mọi thứ đã sẵn sàng. Quy mô lực lượng tam chiến lần này là đội hình trung đoàn thiếu. Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào hướng chính diện là tiểu đoàn 3 gồm đại đội 9, đại đội 10, một nửa quân số đại đội 11. Vì đại đội 11 còn phải để lại quân số chốt giữ cao điểm 300 và hậu cứ cùng các lực lượng khác bảo vệ chùa phòng khi địch tấn công. Tiểu đoàn 10 gồm mũi đại đội 3 do anh Hoàng Thìn, tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, có tăng cường hòa lực của đại đội 4. Đại đội 2 do anh Nghị, đại đội phó chỉ huy. Chỉ huy tiểu đoàn của anh Dũng, tiểu đoàn phó đi cùng. Lực lượng tiểu đoàn 2 có đại đội 7 tăng cường khẩu đội 82, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 8. Ngoài ra, còn có lực lượng các đơn vị trực thuộc trung đoàn, gồm đại đội 13 cối 120 ly, đại đội 21 trinh sát, đại đội 19 vận tải, đại đội 17 thông tin, cùng đại đội 18 trạm xá. Chỉ huy cấp sư đoàn tại sở chỉ huy tiền phương là Thủ trưởng Lê An. Chỉ huy cấp trung đoàn lần này có anh Lê Văn Đê, Trung đoàn trưởng anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng Kiêm Tham mưu trưởng trung đoàn anh Lê Đức Thắng, trung đoàn phó chính trị ngày 25 tháng 1 năm 1983 các tổ trinh sát lặng lẽ dẫn đội hình trung đoàn rời hậu cứ thẳng tiến về hướng cao điểm năm 47 vừa rời khỏi trung đoàn được vài cây số thì có một tình huống bất ngờ xảy ra làm vỡ kế hoạch tác chiến. Các đồng đội tham gia trận đánh này chắc còn nhớ rõ. Trên đường hành quân qua đoạn này có một dây rừng vắt ngang qua đường. Khi qua đây, mọi người đều phải bước qua sợi dây đó để vượt lên phía trước. Tuy nhiên, đến lượt đại đội 10, có một đồng đội anh Nguyễn Đình thơ mang khẩu B40 vô tình đạp phải sợi dây này. Đây chính là sợi dây mà ông đã làm tổ ở trên đó đàn ông bị đánh động và ngay lập tức chúng tung ra tấn công mọi người xung quanh, làm cho cả đội hình hành quân nhốn nháo, hoảng loạn. Theo như là anh Châu Thái Phi, trinh sát pháo đại đội mười ba đã chứng kiến và kể lại, thì tổ ông này khá to, hình thù gần giống như chiếc võng của lính ta. Đàn ông như vỡ tổ tấn công đội hình hành quân, chúng như truy đuổi tất cả mọi người đến mức một số anh em phải ngụp lặn xuống hầm nước gần đó nhưng khi vừa ngóc đầu lên thì đàn ong lại tiếp tục tấn công buộc phải lặn xuống và cứ như vậy tất cả mọi người đều phải tìm cách đối phó với đàn ong nhiều đồng đội bị ong đốt đã lên cơn sốt có người nặng hơn chuyển sang tím tái ngất xỉu không thể nào tiếp tục hành quân được vậy đó một tình huống hoàn toàn nằm ngoài phương án tác chiến. Đội hình hành quân cấp trung đoàn đành phải dừng lại chỉ vì những chú ong rừng nhỏ bé kia. Tất cả đều phải quay về nơi xuất phát ban đầu để cấp cứu cho một số anh em bị ong đốt. Trong đó có anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 cũng để lại nhiều kỷ niệm trong trận ong chiến này. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc về cuộc hành quân trong một lần bị ong đốt, là những người kiệu binh trung đoàn 95 đều nhớ ngay đến trận tập kích lần thứ hai vào cụm cứ địa 547. Qua một đêm được chăm sóc thuốc men, tất cả số anh em bị ong đốt đều được bình phục. Đội hình đã ổn định, và ngay trong sáng hôm sau, cuộc hành quân một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Sau một ngày một đêm, đội hình hành quân cũng đến được khu vực tác chiến, trinh sát trung đoàn, tiểu đoàn đã đưa bộ binh tiềm nhập vào các vị trí theo phương án. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 do anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng, chỉ huy các đơn vị lần lượt tiếp cận mục tiêu. Đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên, đại đội trưởng đưa bộ đội từng bước áp sát mục tiêu. Khi tiến vào bãi suối cạn, phát hiện một con đường mòn rất lớn, địch đi về đồi 547. Anh Chuyên liền báo cáo xin ý kiến chỉ huy tiểu đoàn và được lệnh cho triển khai đội hình phục kích trên đoạn đường này. Khi phát hiện tốp địch đi từ ngoài về căn cứ của chúng, đại đội 10 chờ cho chúng vào ổ phục kích mới nổ súng. Tốp địch đã bị tiêu diệt gọn. Lúc này hướng đại đội 9 do anh Nguyễn Viết Ánh, quyền đại đội trưởng, cùng hai đại đội phó là anh Đoàn Sa, anh Hoàng Long Giang, chỉ huy theo con đường mòn, tiến vào thung lũng 547. Khi đại đội 9 triển khai đội hình hàng ngang, tiến vào, thì lọt vào bãi mìn của địch, làm cho anh em ta hy sinh và thương vong khá nhiều. Trung đội chỉ còn lại 4 người do anh Hoàng Long Giang chỉ huy, gồm anh Nguyễn Nhĩ, anh Tâm, hai anh hiện đang ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và một đồng đội lính 1982 quê ở Phú Yên. Về sau đồng đội này hy sinh trong trận khát nước. Anh Giang cùng bốn anh em tiếp tục tiến sâu vào trong căn cứ địch. Nhưng lúc này, như không gặp bất cứ sự phản kháng nào của địch, thì ra địch đã rút quân và tập trung lực lượng, chuyển hướng tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của ta. Lúc này, lực lượng còn lại của đại đội 9, ngoài lực lượng đi cùng anh Hoàng Long Giang, vẫn đang tiếp tục khắc phục bãi mìn ở hướng tiến công. Theo nhận định và kể lại của một số đồng đội ở tiểu đoàn 10, thì trận đánh này dường như lực lượng ta đã bị bại lộ. Do vậy, nên địch đã thực hiện phương án vườn không nhà trống. Chúng đã bố trí lực lượng nghi binh và ta đã mắc bẫy. Khi đưa bộ đội tiến sâu vào trong, ta đã bị lực lượng phòng ngự của chúng chủ động đánh trả quyết liệt tại hướng tấn công của tiểu đoàn 10. Đội hình chiến đấu được triển khai tiềm nhập theo hình chữ V trước khu vực bãi trạng 547. Mũi đại đội 2 bố trí ở phía Nam, đại đội 3 ở phía Bắc, trận địa cối 82 của đại đội 4 nằm ở sau lưng đại đội 2. Trận địa cối 106,7 ly của đại đội 13 được bố trí phía sau sở chỉ huy trung đoàn do anh Lê Văn trực tiếp chỉ huy. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 83, trinh sát đưa quân vào tiềm nhập, triển khai đội hình chiến đấu. Đúng giờ g, trung đoàn phát lệnh khai hỏa. Cối 106,7 ly và cối 82 cấp tập bắn vào khu vực 547. 5 phút sau, toàn bộ các đơn vị bộ binh đồng loạt nổ súng. Sau đó bộ đội ta ở tất cả các hướng cùng sung phong, vận động tiến vào mục tiêu của địch sau khi vận động vượt qua hai bãi trạng đến tụ thủy thứ hai, ta vẫn chưa phát hiện được căn cứ của địch. Đội hình tiếp tục vận động vào sâu 50 mét nữa. Đến lúc này mới phát hiện thấy bốn căn nhà. Ngay lập tức, anh nghĩ là đội phó cho anh em vận động vào khu vực có nhà. Vượt tiến lên được khoảng vài chục mét, thì nhìn thấy bốn tên lính Pol Pot cách chừng 50 mét từ trong nhà tháo chạy ra bìa rừng. Anh em ta vừa bắn, vừa hô sung phong, nhưng không hề thấy chúng bắn trả. Thừa thắng sông lên, tất cả các em ta lúc này răng hàng ngang tiến vào. Nhưng vừa tiến được một đoạn, thì bất ngờ, các loại hỏa lực DKZ cối 82 đại liên 12 ly 7 trên sườn đồi bắn xối xả xuống đội hình của ta. Lúc này, toàn bộ đội hình của ta nằm phơi thân ngoài bãi trạng đưa lưng cho chúng bắn vì trận địa địch ở trên cao nhìn xuống quan sát rất rõ đội hình của ta cầm cự được khoảng 30 phút thì tất cả đều phải rút lui theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn có một chi tiết xảy ra ngoài dự kiến anh Trương Công Hùng thông tin khi cối khai hỏa một cục đất văng vào tổ hợp nói theo phản xạ tự nhiên anh hự một tiếng làm cả mạng hai oát tiểu đoàn 10 tung tin lão hùng hy sinh rồi. Trở lại hướng tấn công của tiểu đoàn 3, trong lúc tiểu đoàn 10 bên ngoài đang tổ chức lui binh để bảo toàn lực lượng, thì đại đội 9 tiểu đoàn 3 đang bị địch bao vây trong khu vực thung lũng 547. Trước tình hình nguy cấp, Trung đoàn trưởng Lê Văn Đê đã lệnh cho đại đội 21 trinh sát do anh Lập, biệt danh Lập Thẹo, đại đội trưởng chỉ huy, tập hợp hai lực lượng tạo thành một mũi tấn công, mở đường máu, đánh vỗ mặt vào lực lượng của địch. Chi viện cho đại đội 9, sau khi bắt được liên lạc với đại đội 9, cả hai cùng vượt qua chính bãi mìn lúc vào để mở đường, vì lúc này không còn con đường nào khác an toàn hơn. Một số anh em may mắn không bị thương do đạn địch khẩn trương dìu anh em thương binh ra. Chấp nhận để lại các đồng đội đã hy sinh sẽ vào giải quyết sau để bảo toàn lực lượng. Quân số đại đội 9 bị tổn thất quá lớn. Lúc này hướng đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên chỉ huy chi viện cho hướng đại đội 9 đã gặp nhau tại bãi suối cạn. Đội hình tiểu đoàn 3 cùng lực lượng trinh sát trung đoàn lập tức rút ra sở chỉ huy tiền phương trung đoàn nhờ sự chi viện của cối 120 ly và pháo binh trung đoàn 576 bắn vào căn cứ địch, chặn đường truy kích của chúng. Đồng thời, tổ chức lại lực lượng cùng với các đơn vị khác tấn công lực lượng địch đang tổ chức phản kích, chặn đường rút quân của ta tại suối Tre về hướng sở chỉ huy tiền phương, trung đoàn do anh Lê Đức Thăng chỉ huy. Địch tập trung một lực lượng lớn được trang bị hỏa lực đánh vào sở chỉ huy và trạm phẫu trung đoàn là nơi tập kết tạm thời các thương bệnh binh để cấp cứu và chuyển về phía sau. Địch mở ba đợt tấn công liên tục. Chúng dùng B-40, B-41 và đạn AT bắn vào sở chỉ huy với cường độ tấn công rất mạnh. Tất cả các bộ phận bảo vệ sở chỉ huy đều được huy động lực lượng tối đa chống trả quyết liệt nhằm bảo vệ bằng được anh em thương binh, tử sĩ cầu đội 12 ly 7 của đại đội 14 đi cùng với sở chỉ huy trung đoàn được điều lên phía trên bên kia suối đã phát huy hết uy lực bắn vào đội hình địch chặn đứng các đợt tấn công của địch sở chỉ huy và thương binh tử sĩ đã được bảo vệ an toàn khẩu đội 12 ly 7 của ta bắn đến cháy đỏ cả một góc rừng nơi địch tập trung lực lượng tấn công ta phải chăng sức công phá Cùng với tiếng nổ uy hiếp của làn đạn 12 ly 7, cộng với sự phản công quyết liệt của ta, buộc địch phải tháo chạy. Khẩu 12 ly 7 của đại đội 14 đã góp phần làm nên một kỳ tích trong trận đánh này. Lúc 5 giờ chiều, ngày 27 tháng 1 năm 83, sau khi các đơn vị tam chiến rút ra an toàn khỏi khu vực chiến sự, trung đoàn ra lệnh, toàn bộ đội hình rút ra hướng An Crong để trở về hậu cứ. Hôm sau, sư đoàn trưởng Lê An đến thăm. Ông ôm chặt đoàn xa và nói lời động viên. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi bắt tay và trò chuyện với anh Lập, đại đội trưởng trinh sát trung đoàn 95. Anh Lập có nói một câu mà đồng đội Nguyễn Khoa, người đã cùng phân đội hai ly bảy bảo vệ an toàn cho sở chỉ huy trung đoàn. Nghe được lời anh Lập nói với sư trưởng Lê An, tôi xin trích nguyên văn lời nói của anh Lập cách đây đã gần 40 năm. Báo cáo thủ trưởng, bọn em đánh cho quân Pol Pot biết thế nào là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong trận đánh này, đại đội 9 có bắt được một cô gái Pol Pot. Tôi nhớ cô bé đó tên là Sa, tóc cắt ngang vai, người thấp đậm, da ngăm đen. Cô bé này là xạ thủ 12 ly 7 của lực lượng Pol Pot trận đánh tập kích vào cụm cứ điểm 547 của trung đoàn 95. Lần này tuy thành công về mặt chiến thuật nhưng phải thừa nhận rằng ta tổn thất cũng không hề nhỏ. Sau trận đánh đó, ban quân lực trung đoàn phải điều động quân số và các đơn vị khác để bổ sung cho đại đội 9 vì đã bị hao hụt quá nhiều. Lần đầu tiên trong đời đối với cánh lính nhập ngũ năm 82 anh em tham chiến trận đánh này trong sự non nớt về tuổi đời và chưa hề có chút kinh nghiệm trận mạc. Ngay trong trận chiến đầu đời binh nghiệp đã cho họ biết thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Trong số những đồng đội hy sinh, không ít người đây là trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng. Họ đã ngã xuống, dã từ cuộc chiến, dã từ đồng đội, dã từ tất cả khi còn quá sớm đồng đội tổ quốc nhớ mãi về họ những anh hùng bất tử trong lòng đồng đội và tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau này